Vâng. Chợ bonsai Vạn Phúc rồi dành chợ hoa Tết rồi. Chỉ có mấy ngày nữa là Tết thôi. Nên là hoa rất nhiều. Anh nhưng mà đang cố gắng đi ra khu vực bonsai các bạn. Ôi lan. Lan bạt ngàn lan. Bạt ngàn lan. Đấy. Trang hoàng nhà cửa. Bao tiền một chậu lan như này ạ? Em bán đây, bao nhiêu tiền một chậu này đấy? Dạ. Bao tiền? Cưng ơi, bao nhiêu một chậu này? 1.8 triệu. 1.8 triệu. Đây cành này. Đây Trung ơi, cái này đẹp này. Cao đến ngực nó khoảng độ hơn mét một chậu, cao hơn mét, có đủ các màu. Chỗ kia thì đại gia chơi với chậu tươi quá. Đây là khu vực tầm trung, kia là cho đại gia rồi, đại gia này nha. Đấy rất nhiều dứa đỏ, đỗ quyên, trạng nguyên, cúc các loại. Thu hải đường. Đây lan. Đây rồi. Tú lại vừa sang tên cây nào đấy? Đúng rồi, tùng này, đúng tùng dáng tùng này. Đố mày lập mỏ, đố mày tìm đến mày. Trong khi đó ở trong là cái dễ lông. Tùng dáng tùng này. Cái dễ lông màu trắng. Cái khủng khiếp luôn. Làm nào nó thẳng đi chú. Ngày xấu thế không xấu. Tùng này. Đấy, ông nào nó trồng hoa đồng tiền ở đấy rồi. Đi. Vâng. Để quay từng cây một. Đấy đấy đấy. Đó đây, gương mặt thân quen. Gương mặt thân quen nhỉ. Gãy là đền mua luôn. Đấy. Đấy, cao tầm hơn mét nhỉ. Đây này hơn mét. Cao 80 cm. Đúng tùng chuẩn dáng tùng này. Tay giật xuống bẻ gập kinh cắt cho vào hộp sỏi. Ồ may quá con chỗ đứng rồi. À. Đấy cái tay này gập là điêu luyện này. Lắc ra này. Hợp lý. Bán mất một cây rồi chú. Cũng bán cây tùng à? Đấy. Này chơi cầu chơi càng đẹp rồi. Cao thấy đẹp. Báo giá đi chú ơi. Giá cái này là 4 triệu nhá. 4 triệu. 1 triệu. Đấy. Ngọn rất hợp lý nhỉ, không bị cắt vết to. Đó. Đang bắt đầu phun bông rồi. Bán rồi đấy cháu ạ, nhưng mà cứ trần trừ chút này cho con khách ngắm. Không nhiều. Đúng rồi. Nhưng cái tác phẩm nó cũng tươi, tươi đẹp. Cái này bán lúc nào chờ được? Đấy, bắt đầu đang phun độc non đây này. Tông nó không nhiều, cái này không phải là nhiều tiền lắm, nhưng mà tìm cái này cũng hơi khó. Vâng, khó mà. Không cao, không thấp. Có thể là dáng này có, nhưng mà nó không được nét như này. Đấy, con cây tử đây nữa. Ông ơi, ông xả lại. Chiều cao là... chiều cao là rất hợp lý. Bán cái tùng rồi. Bán cái tùng sáng chiều cao là rất hợp lý. Tùng con mà. Tùng bi. À, tùng bi đại nha chứ. Vẫn tùng bi. Vẫn tùng bi. Cứ mua cái đẹp ra đây. Đấy. 2018 thì lúc nào có cái đẹp. Sao phục khách. 2017 thì qua mất rồi.
đây, tôi lọc rồi, tiếc là mang tùng đây lọc để ra đấy. Em định làm một cái tiểu bánh quất như này, tiểu bánh quất ở đây chi tiết chậu đôi tùng, đôi tùng này cũng quách này. Mày đưa chú cái mai này hưởng. Này là Dương ơi, đưa chú cái mai này mà bán hàng còn cái tàm, giết tàm. Nhất chi mai đây. Hả? Chơi cả nhất chi mai đấy cả. Này Tết là vừa đấy. Tết là vừa nụ. Đấy, đôi tùng. Quất nhiều quá. Đấy, mấy con xanh này quách đấy. Mini. Đấy. Biết rồi, lấy kể cả lấy vừa. Chị mua đồ đồng đi. Sáng qua 2 giờ bán một đồi rồi, cầm một đồi đây. À thế à? Ừ. Mua đồ như này à? Ừ. Thế mà ông này, thế mà ông đấy ông không quất cả đôi mà chơi nó. Quất một đôi. Quất một đôi luôn cho ông khác hết cơ hội. Mất cây luôn. Cháu mất cây luôn. Đấy. Xanh này vệ ác nhỉ. Bé tí vệ ác nhỉ. Bé nó thì gớm lâu đời. Đấy, biết rồi. Mấy tiền con này chú? Này lấy này một triệu mốt. Triệu mốt. Đó là triệu mốt. Đẹp. Yeah. Đẹp. Đấy, ông nào thích thì em lấy hộ. Không thôi, gọi chú. Đấy, đồi tùng này. Đồi tùng này có hòn đá hợp lý quá. Ừ, chùa hòn đá hợp lý quá. Đồi tùng. Đồi tùng xanh mướt. Đấy. Lá đẹp quá. Phần xanh mướt. Lá đẹp. Lá đẹp. À. Mình vừa thấy cái ông nào cũng cầm điện thoại ông quay giống của mình ấy. Động mặt một cười quá. Nhiều bác thích cây ra quay như em này. Về xem. Đấy. Đấy, 1.1 này cái này là em lấy, cái bác lấy thì em không biết bao nhiêu có để bao nhiêu. Tích con xanh. Để làm lại cái vết cắt ở cửa trên này. Cắt trên này. Đấy. Rất nhiều lan. Bonsai này này hơi ít. Bonsai này thì hơi ít, chủ yếu là hoa. Ui, chờ thành tựu hoa này. Toàn hoa là hoa. Đây và chị, và chị hoa hoa khôi của chợ thì bây giờ nó thành như bán đào đây rồi. Hoa khôi thì thành như bán đào. Nét đất chợ con tùng này kiểu như là như căng dây ấy. Căng dây để làm những cái thẳng như thế này. Hoa hồng, hồng thì nó đi mua cái chậu về để làm cái quất các bạn. Và tết nhiều. Thì những cái gì muốn mua cả sang bên nhất chi mai cả. Nhất chi mai, nhất chi mai rất nhiều. Quay từng cây một thì hoa mắt lắm quá, nhiều quá.
Tết thì các bác thường thích hoa, trang hoàng nhà cửa hơn là bonsai. Bonsai thì ngày nào cũng như ngày nào rồi. Là rất đắt nha, không có rẻ được các bác nhé. Hoa rất là đắt.